Ngân hàng Nhân dân Trung Hoa POC vừa tiếp tục bơm 29 tỷ nhân dân tệ tương đương 4,8 tỷ đô la vào thị trường tài chính trong nỗ lực chấm dứt khủng hoảng thanh khoản làm lao đao nền kinh tế thời gian qua. Các ngân hàng Trung Quốc đang tăng dự trữ tiền mặt, lãi suất liên ngân hàng đã lên tới 9%, gần gấp đôi so với một tuần trước, cho thấy áp lực rõ ràng trên thị trường tài chính. Trong vài tuần qua, BBOC đã nhiều lần bơm tiền trực tiếp cho các ngân hàng, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề thanh khoản thông qua thị trường mở. Hiện vẫn chưa có một kênh minh bạch và đủ năng lực tác động tới thị trường tài chính. Và gói phát hành trái phiếu trị giá 29 tỷ nhân dân tệ lần này là lần đầu tiên trong tháng 12. Tiền mặt sẽ được bơm vào thị trường tài chính trong tuần sau. Chỉ số chứng khoán Shanghai Composite lập tức tăng 0,3% sau thông tin này. Những biến động trong thời gian qua cho thấy một mặt khác của những rủi ro trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Với mức tăng trưởng gần 8% một năm, Trung Quốc vẫn đang tiến sâu vào nợ nần, cộng hưởng với khủng hoảng thanh khoản, quá trình giảm nợ của Trung Quốc dự báo khá khó khăn trong thời gian tới. Trong khi Ngân hàng Trung ương đang đưa ra những biện pháp giải tỏa, giới phân tích lại cho rằng không muốn thấy sự sụp giảm mạnh của lãi suất liên ngân hàng.